Dạ, Jimmy Thái xin kính chào quý vị khán giả của đài VNTV. Một lần nữa, rất cảm ơn sự quay trở lại của quý vị với chương trình Straight Talk with Jimmy Thái. Hôm nay mình có một cái chuyện đặc biệt hơn chút xíu, là thay vì mình Straight Talk thì sẽ là Straight Answer, tức là thay vì mình chỉ có ngồi nói chuyện thì hôm nay Jimmy sẽ xin trả lời những câu hỏi. Tại vì đầu tháng 3 vừa rồi thì Jimmy có một bài giảng về cái kinh kim cương hoặc là kinh kim cang và làm thế nào để áp dụng nó vào trong cái cuộc sống gia đình và cuộc sống và cái vấn đề mình điều hành cái doanh nghiệp, thì có hơn cả ngàn bạn tham gia chương trình và hỏi rất là nhiều câu hỏi. Sau 3 tiếng đồng hồ Jimmy vẫn còn mấy trăm cái câu hỏi chưa có trả lời hết được, thì hôm nay Jimmy sẽ dùng cái thời giờ này, làm cái show này, mình trả lời một số câu hỏi là làm thế nào để mà áp dụng những cái kinh kim cương vào trong cái cuộc sống và tạo tìm cái hạnh phúc cho gia đình. Và chủ yếu là mình trả lời những cái câu hỏi của quý vị khán giả của cái chương trình vừa qua. Thì đó là cái điều mà Jimmy sẽ chia sẻ với tất cả quý vị khán giả của đài VNTV hôm nay. Cái câu hỏi đầu tiên, bây giờ Jimmy sẽ đọc và sẽ trả lời và sẽ không có nói tên của những người đều đặt câu hỏi vì mình muốn bảo vệ cái sự bí mật của các bạn. Câu hỏi đầu tiên, Jim nghĩ là khá là interesting, phải rất là thú vị, quý vị có thể lắng nghe. Em mong thầy chỉ cách cho em làm chủ được chồng của mình. Cô này chắc chắn là phải là cô rồi, muốn làm thế nào để làm chủ được người chồng của mình. Thì đây là câu hỏi Jim cảm thấy rất là thú vị vì mình là đã là vai một người chồng 20 mấy năm qua rồi, thì mình cũng cảm nhận được cái câu hỏi này. Trước hết á, thì cái cách trả lời của Jimmy nó đơn giản thôi. Tại sao mình lại muốn làm chủ người chồng của mình? Theo cái quan điểm của Jimmy á, thì cuộc sống vợ chồng đó là một cái sự tương đồng và một cái sự đồng tâm hiệp lực. Giống như Việt Nam mình có cái câu là đồng vợ đồng chồng thì mình tát biển đông cũng cạn. Cho nên khi mà mình muốn làm chủ người chồng của mình thì theo Jimmy nghĩ đó là có một cái khái niệm là cái người này muốn làm sở hữu. Đây không phải là người chủ với người đầy tớ hay là một cái mối quan hệ như vậy, thì Jimmy nghĩ không có hay. Cho nên thứ nhất là mình phải xóa bỏ cái tư tưởng là mình muốn làm chủ một người nào đó. Chẳng hạn như chồng làm chủ vợ hay là vợ làm chủ chồng hay bố mẹ làm chủ con cái hay con cái làm chủ bố mẹ. Đó là một cái khái niệm không có hay lắm. Nếu mà đời sống vợ chồng với nhau hay cha mẹ con cái, mình nên nghĩ đó là một cái mối quan hệ và mình giúp đỡ lẫn nhau, mình tạo động lực cho nhau, thì nó hay hơn là nghĩ là người này phải làm chủ người kia. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là Jimmy cũng có thể hiểu được là cái cô này chắc có lẽ là người chồng mình cảm thấy mình không có control anh chồng này được, có thể là anh chồng làm những chuyện mà không vừa ý với mình hay sao đó, cho nên bây giờ mình làm cách làm chủ. Thì cái điều lời khuyên của Jimmy là có thể vợ chồng mình cần phải có những cái buổi nói chuyện, tạo cái điều kiện khi mà chồng vui vẻ hay là trong gia đình vui vẻ, mình có những buổi nói chuyện rất là thân mật với nhau để mà chia sẻ những cái điều gì mà nó làm cho mình cảm thấy nó đang ưu tư và uất ức trong lòng, thì mình chia sẻ và nói chuyện với nhau để rồi mình tìm ra một cái giải pháp và mình làm việc chung với nhau. Chứ không phải, cũng không có nên dùng cái lúc mà chồng đang bực bội hay là trong gia đình đang căng thẳng để đưa ra những cái vấn đề này. Đó là lúc mà chúng ta có thể làm giống như là đổ dầu vào lửa. Cái lúc nào gia đình vui vẻ thì hãy đưa những cái vấn đề này ra và thảo luận chung với nhau. Tiếng Anh nó có một cái chữ rất là hay, đó là cái chữ communication. Communication tức là mình làm sao mà mình nói chuyện, mình nói chuyện với nhau, chứ không phải là mình nói tranh luận hay gì đó. Đó thì đó là lời khuyên của Jimmy. Đừng có muốn làm chủ người chồng của mình, hãy làm một người đồng hành, một người bạn của chồng mình, và như vậy thì trong cái cuộc sống gia đình mình mới ổn định được. Ok, hy vọng là cô gặp được tất cả những may mắn trong cái quan hệ và cái đời sống của vợ chồng với nhau nhé. Ok, cái câu hỏi tiếp mà Jimmy muốn được đặt ra là cái câu hỏi để đọc để mà trả lời chứ, trả lời làm thế nào. Đây, đối với những người có nhiều ước mơ và hoài bão, nhưng tất cả những điều trong hiện tại người đó rất là lộn xộn vì cơm áo gạo tiền, thì thầy chỉ cho em cần phải làm như thế nào?
Đây là cái câu hỏi khá là thực tế, tại vì ai trong chúng ta cũng có những cái giấc mơ và cũng có những cái hoài bão mình làm được những cái chuyện lớn, nhưng mà cái cuộc sống hàng ngày mình cứ phải lo cái cơm áo gạo tiền thì nó lúc nào nó cũng đè nặng, đúng không? Cuộc sống bên Việt Nam hay cuộc sống bên Mỹ này cũng vậy. Quý vị thấy đó, mình có tiền nhà, tiền xe, tiền bảo hiểm, tiền này tiền nọ, mình phải lo tiền con đi học, tiền bệnh, tiền đồ. Cho nên nhiều khi mình có những giấc mơ hay là mình có những câu hoài bão về phục vụ cộng đồng, nhưng mà nhiều khi mình không có làm được. Đó là những cái mà Jimmy cũng đã trải nghiệm qua khi mà mình còn trẻ. Cho nên mình cũng thấu hiểu được cái câu hỏi của bạn này. Cái lời khuyên mà Jimmy đề nghị cho bạn á, là mình vẫn phải có một cái tinh thần trách nhiệm để mà lo cái vấn đề cơm áo gạo tiền, để lo cho gia đình mình, cho con cái mình, cho chồng, cho con hay cha mẹ. Nhưng mà cái điều quan trọng á, là mình đừng có để những cái chuyện đó nó trở thành là cái chuyện quá quan trọng đối với mình. Mình vẫn phải lo những cái đó, nhưng mà những cái gì bạn lo trong vòng 8 tiếng hay 10 tiếng một ngày, tập trung lo cái vấn đề đi làm, đi lụng cái cơm áo gạo tiền, xong rồi cái thời gian còn lại á, ví dụ như là bạn đi làm 8 tiếng, bạn ngủ 8 tiếng thì bạn vẫn còn 8 tiếng còn lại. Cái đó là cái lúc mà mình phải để ý tới. Chẳng hạn mình dành ra 30 phút hay là 1 tiếng để mà làm cho tất cả những cái gì mà nó là cái ước mơ, cái hoài bão của mình. Cái kinh nghiệm mà Jimmy có thể chia sẻ, chẳng hạn như lúc xưa Jimmy vẫn là đi làm kỹ sư, rồi vẫn lo tất cả những cái công việc của một người cha hay một người chồng hay là một người con trong gia đình. Nhưng mà cuối tuần thì Jimmy cố gắng đi học thêm, hay là buổi chiều, buổi tối lại thì Jimmy tập đọc thêm sách, nghiên cứu về thị trường chứng khoán, tìm hiểu về cách đầu tư địa ốc. Đó là những chuyện mình làm. Rồi lớn hơn một chút xíu nữa thì cuối tuần nào, ngày thứ bảy nào, Jimmy cũng dành thời gian để mình đi dạy tại một cái trung tâm Việt ngữ Văn Lang ở thành phố San Diego này. Từ thời đạt sinh viên cho tới khi mới ra trường, Jimmy cũng làm cái đó rất là nhiều. Và mình dành một tuần 3-4 tiếng như vậy để làm những cái chuyện phục vụ cộng đồng mà mình cảm thấy đó là những cái điều mà mình tâm đắc. Cho nên cái quan trọng là quý vị phải xếp cái priority, tức là mình xếp những cái việc nào quan trọng nên làm, những việc nào không có quan trọng thì mình bỏ nó đi, và mình sẽ có thời giờ để mình làm tất cả mọi chuyện. Làm cái công việc quý vị đang làm thật cho tốt, làm cho nó chuẩn để mà mình lo hết tất cả những cái việc mình làm cho gia đình, cho xã hội, xong rồi cho gia đình, xong rồi dùng những cái thời giờ mà thay vì mình đi chơi hay là đi nhậu hay là đi tán dóc tán gẫu hay là ngay cả lướt Facebook rồi này đó, quý vị bỏ tất cả thời giờ nó dành ra 2-3 tiếng để mà làm tất cả những cái chuyện gì mà mình nghĩ đó là những cái hoài bão, những cái ước mơ của mình. Và Jimmy chắc chắn là nếu mà quý vị quyết tâm làm như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ làm được. Tại vì bản thân Jimmy không phải là hay hơn ai hay giỏi hơn ai, chỉ vì mình biết cái cách sắp xếp cái thời gian của mình và mình làm những cái chuyện nên làm và mình bỏ những cái chuyện không nên làm. Cho nên mình có thời gian làm được rất là nhiều chuyện. Ok, hy vọng là Jimmy đã giúp cho cái bạn đó trả lời được cái nỗi băn khoăn, cái nỗi niềm băn khoăn của người đó. Cái câu hỏi số 3, thứ 3 mà Jimmy xin được đọc và trả lời là: dạ thưa thầy, mong thầy chỉ em cách nhường chồng một bước trong tâm an vui vẻ. Mỗi khi cãi nhau với chồng, em cảm thấy em không được lắng nghe và không được tôn trọng. Thì cái câu hỏi này là một cái câu hỏi Jimmy nghĩ chắc là nhiều anh chị em khán giả của đài chắc cũng gặp trong trường hợp này. Đời sống vợ chồng thì không phải lúc nào nó cũng thuận buồm xuôi gió, phải không ạ? Có những lúc mình sẽ có những cái khó khăn, và người vợ trong nhà thì lúc nào là cũng là phái yếu, và mình hay nhường nhịn. Và nếu mà gặp những ông chồng mà không có biết điều, mà không có thông cảm thì có thể lại coi như đó là vợ yếu hơn mình hay là thua kém mình và lại lấn lướt. Thì đó là những chuyện mà Jimmy cũng đã được chứng kiến trong gia đình hay là trong những người bạn bè, cho nên hay ngoài xã hội cũng nghe của những chuyện như vậy. Cho nên cái điều mà Jimmy muốn khuyên cái cô này á, nếu mà cô muốn nhường chồng mình một bước mà trong cái tâm an mình vui vẻ thì phải nghĩ như thế này. Thứ nhất là mình vẫn còn một cái gia đình để mà mình còn phải cãi nhau hay đấu tranh với nhau. Khi một người chồng mình mà họ thờ đến mức mà họ không có thèm cãi nhau với mình nữa, là lúc đó là cái
cái gia đình mình nó còn nguy hiểm hơn rất nhiều nhiều lần. Đấy. Thì trước hết mình phải nghĩ là gia đình mà vợ chồng vẫn còn cãi nhau, vẫn còn nói qua nói lại, tức là họ vẫn còn có cái tâm của họ vẫn còn muốn tạo điều kiện để mà hàn gắn với nhau. Đó là một cái điều mình phải cảm thấy, đó là cái mừng cho gia đình của mình. Mình vẫn còn có cái cơ hội để hàn gắn. Những cái gia đình mà bạc phước, không có ai thèm nói chuyện với ai, không có ai thèm nhìn ai, không có ai thèm nói qua nói lại, thì mình nghĩ cái đó nó còn nguy hiểm hơn gấp mấy lần. Cho nên trước hết phải nghĩ là gia đình mình vẫn có cơ hội. Và thứ hai nữa là khi mà hai vợ chồng cãi nhau mà mình cảm thấy mình không có được lắng nghe, mà không được tôn trọng như vậy, thì có thể là mình nên nhờ một người thứ ba, hay một cái người thứ ba mà cả chồng mình và vợ đều kính trọng, có thể làm như một người ngồi đó và giúp cho hai vợ chồng có một cái cách nói chuyện nó nhẹ nhàng hơn. Đấy, có những người bạn hay có những người mà Jimmy coach hay Jimmy train mà trong gia đình họ lục đục, thì họ cần phải một người giống như mình ngồi đó để lắng nghe hai bên nói chuyện. Và mình nói là ok, bây giờ anh chồng nói trước, xong rồi sau đó mình nói người vợ nói trước, để cho họ có cơ hội họ nói, và mình là người ngồi ở giữa để mà giúp cho hai bên trò chuyện với nhau mà không có lớn tiếng hoặc là không có mất bình tĩnh. Tại vì nếu mà có một người thứ ba thì thường thường họ cũng cả nể, và người chồng chắc chắn cũng sẽ không có lấn lướt vợ, và người vợ thì cũng có thể không có nói những điều mà có thể không có hay. Trong khi đó nếu mà chỉ có hai người với nhau thì họ hay có những cái chuyện đó. Thì đó là cái chuyện mà Jimmy khuyên là nên tìm một người thứ ba mà cả hai vợ chồng đều cảm thấy là rất tin tưởng cái người đó. Và nếu mà chưa có được cái duyên thì Jimmy cũng sẽ sẵn sàng ngồi lắng nghe hai vợ chồng của em với lẫn chồng của mình và nói chuyện. Thế rồi thì có thể chỉ cho em cái cách là làm sao mà mình tự giải quyết với nhau mà không có cần lớn tiếng, vợ không có cảm thấy là mình không được lắng nghe, không được tôn trọng. Ok, hy vọng là thầy đã trả lời được cái câu hỏi của em. Cái câu hỏi thứ tư mà mình xin trả lời, đọc lên là mình sẽ trả lời, vì Jimmy thấy cái câu này nó khá là nhiều, tại vì hầu như là trong số mấy trăm câu hỏi thì gần như là 30-40% nó đều hỏi cái câu này. Jimmy cảm thấy nó khá là quan trọng. Hai cái câu hỏi luôn, mình sẽ gặp chung lại với nhau tại vì nó cũng chung trong một cái chủ đề. Hạnh phúc cần đi tìm kiếm hay có sẵn trong con người? Hạnh phúc cần đi tìm kiếm hay có sẵn trong con người? Còn cái câu hỏi thứ hai cũng rất là gần câu đó, Jimmy gom hai cái câu lại là một. Hạnh phúc thật sự là gì? Có thật sự tồn tại hay không, thưa thầy? Đấy, một câu thì hỏi là hạnh phúc cần đi tìm kiếm hay nó có sẵn trong người của mình. Còn cái câu thứ hai thì hạnh phúc thật sự đó là gì? Nó có thật sự tồn tại không, thưa thầy? Cái câu hỏi này á thì nó nặng về cái tinh thần triết lý, mà mình không có dùng cái triết lý ở đây, tại vì như vậy mình nói nó sẽ chung chung và nó không có thực tế. Bây giờ Jimmy sẽ chia sẻ về cái kinh nghiệm bản thân của mình đó. Đối với Jimmy, cái hạnh phúc là một cái điều gì đó, không phải nó là một cái điểm đến. Đấy, tiếng Anh nó không phải là một cái destination. Đấy, nó không phải là một cái destination. Hôm nay tôi có hạnh phúc. Hôm nay tôi hạnh phúc. Tôi đã tìm được cái hạnh phúc rồi. Jimmy không có nghĩ hạnh phúc nó là một cái destination, mà hạnh phúc nó là một cái journey, right? Tức là một cái hành trình. Nó là một cái hành trình chứ không phải là cái điểm đến. Nếu mà mình hiểu được cái hạnh phúc nó như vậy, chẳng hạn như nói năm nào Jimmy rất là thích đi leo núi hay là chơi thể thao hay là làm gì đó, thì bây giờ Jimmy dùng cái analogy, tức là mình so sánh với cái việc leo núi đi. Right? Bây giờ bạn muốn đi leo núi, bạn đứng trước cái ngọn núi như vậy thì bạn thấy là bạn mình đang đứng ở dưới cái chân núi, và mình thấy là cái đỉnh núi là cái điểm mà mình phải tới, đúng không? Tiếng Anh nó gọi là cái summit, rồi cái summit tức là cái đỉnh của cái núi. Thì mình chỉ nhìn là đây, mình đang đứng đây và mình thấy được cái đỉnh núi ở trên này. Nhưng mà bạn không thể nào nghĩ là tôi đứng đây, đùng một cái tôi nhảy lên được cái đỉnh núi. Bạn phải thấy được cả một cái núi và bạn phải leo từng bước một để lên trên đó. Đúng không? Chẳng hạn như mỗi tuần Jimmy đi leo cái núi Black Mountain gần San Diego 3-4 lần, mình phải đi, nó là cao 1.500 feet, tức là khoảng 500 mét, mình phải đi từng mét một rồi cuối cùng mình mới lên cái đó. Hay là chủ nhật vừa rồi mình đi 5 cái đỉnh núi, mình dẫn mấy cái team 12 người của mình leo 5 cái đỉnh núi, và mình leo như vậy là nó 16 dặm Anh, tức là khoảng 26 cây số, mà mình leo từ 6 giờ sáng cho tới 2 giờ chiều luôn, và mình đi từng cái đỉnh một như vậy.
Thì đối với Jimmy, cái hạnh phúc nó cũng giống như vậy. Cái hạnh phúc nó là như vậy đó, nó là những cái đỉnh núi. Nhưng mà muốn lên được cái đỉnh núi, bạn phải đi trải qua cái hành trình đó. Và cái đường đi của nó rất là gian nan, right? Có những lúc cái đường nó bằng phẳng, có những lúc cái đường nó rất là gập ghềnh, có những lúc là cái bước chân mình phải bước thấp, có những lúc mình bước chân mình bước nhanh, có những lúc mình bước lên, có những lúc mình phải đi xuống rồi là mình đi lên. Cái đó là đối với Jimmy nó giống như là cái cuộc sống và chống cho tất cả những cái chuyện gì mà mình gọi là hạnh phúc vậy đó. Đấy. Tức là muốn tới được cái điểm, cái đỉnh hạnh phúc thì bạn phải vượt qua tất cả những cái khó khăn đó. Đấy. Và trong cái cuộc sống thì mình thấy gì? Đó là gì? Đó là có thể những cái điều mà những lúc trong gia đình mình không có hòa đồng với nhau. Đó là những lúc gia đình mình vui. Đó là những lúc con cái mình nó nghe lời. Đó là những lúc mà mọi chuyện mình làm nó thuận tiện. Và nó cũng là những lúc mà mình ốm đau hay là gia đình không có thuận bườm xuôi gió, hay là con cái nhiều khi nó lại có những cái vấp ngã. Đó, đối với Jimmy, đó là tất cả những cái hành trình để mình trải nghiệm đi tới cái đỉnh hạnh phúc. Đấy. Cho nên hạnh phúc nó có sẵn trong mình, hạnh phúc nó có sẵn ở đó, nhưng mà mình phải vượt qua tất cả nhà để tới đó, chứ không phải là nó là cái mà mình bay một cái dù là mình tới đó. Nó không có đơn giản như vậy. Đấy. Tại vì thực tế cái cuộc sống gia đình nó rất là khó khăn, nuôi con nó rất là khó khăn, dạy cho con nên người cũng rất là khó khăn, công ăn việc làm nó rất là khó khăn. Tất cả những cái này là tất cả những cái trải nghiệm cuộc sống, và mình phải có cái nỗ lực để mình vượt qua. Chứ Jimmy không có nghĩ là tất cả mọi chuyện nó đều xuôi gió. Và khi mình làm những cái chuyện này, mình phải có sẵn trong cái tư duy của mình là nó vất vả, nó khó khăn. Quen biết một người nào đó, tìm hiểu một người nào đó, sống với một người nào đó, lập gia đình người nào đó, sinh con sinh cái với họ và nuôi nấng tất cả những người đó. Đó là tất cả những chuyện nó rất là khó khăn, rất là vất vả. Chứ nó không có đơn giản. Vì mình đang lấy hai cái người hoàn toàn xa lạ, mình bỏ chung vào sống với nhau, sống đời sống kiếp, làm sao mà nó đơn giản được, đúng không? Cho nên đó là những cái chuyện mình phải nhìn nhận để mình biết được, và mình phải chuẩn bị cái hành trang trong cái tư tưởng của mình là mình phải chuẩn bị vượt qua tất cả những cái khó khăn này. Cho nên đối với Jimmy, cái chuyện quan trọng nhất là cái chuyện mình phải tìm cho một cái người bạn đời mà người ta có được cái tầm nhìn giống như mình, đúng không? Nó có cái vision, chứ không phải là đơn giản chỉ là cái ngoại hình, hay là chỉ không phải đơn giản là cái nhan sắc, hay là cái physical appearance, không phải là bề ngoài, không, cái bề trong rất là quan trọng. Tại nếu mà không có tâm đồng ý hợp thì từ từ là tất cả những cái đó nó sẽ những cái khó khăn nó sẽ càng ngày nó càng lớn hơn. Ok, cho nên đó là cái suy nghĩ và cái hiểu biết của Jimmy, và Jimmy muốn chia sẻ giống với các bạn như vậy nhé. Ok, thì cái câu hỏi có thể là câu hỏi cuối cùng mà Jimmy xin được trả lời hôm nay, và sẽ hẹn mình trả lời những cái phần này trong những cái chương trình tiếp sau, tại vì nó rất là nhiều. Thì một cái mà Jimmy thấy nó rất là vui khi mà đọc cái câu hỏi của các bạn, có rất nhiều câu hỏi là làm thế nào để em trở thành được học trò của thầy, hay là gặp thầy Jimmy Thái có dễ hay không, em rất là ao ước được gặp thầy Jimmy Thái. Thì Jimmy đọc cái câu này thì mình rất là mắc cỡ, tại vì mình không có biết là tại sao cái sự yêu thương của quý vị nó đối với Jimmy dành nhiều như vậy. Nhưng mà nói chung thì bây giờ như thế này, nếu mà muốn trở thành học trò của Jimmy Thái thì rất là đơn giản thôi. Quý vị cứ đưa ra những câu hỏi, hay quý vị cứ yêu cầu tất cả những cái lớp học hay là những cái buổi nói chuyện gì đó, thì Jimmy sẽ làm việc chung với tất cả các cái học trò của mình tại Mỹ đây hay là tại Việt Nam, và mình sẽ tổ chức những cái buổi nói chuyện, và hy vọng là nó sẽ giúp cho cuộc sống của quý vị nó được bình an và nó được hạnh phúc hơn. Nếu cần thì cứ gửi cái email cho Jimmy là jimmy@jimmythai.com, hay là khi mà quý vị thấy cái chương trình này và quý vị thấy được cái YouTube này, mình bỏ một cái comment trong đó, hay là gọi về cái đài VNTV, Việt News TV đây, và nói là bây giờ tôi rất là muốn được liên lạc với đài, và làm sao để giúp tôi liên lạc được với để gặp được với Jimmy. Thì mình có rất là nhiều cách để mà mình communicate với nhau, nhưng mà vô cái jimmythai@jimmythai.com là cái email của Jimmy, thì chắc chắn là Jimmy sẽ tìm cách để mà trả lời hay giúp đỡ các bạn. Ok, hôm nay như vậy là mình cũng trả lời thêm được 5 câu hỏi, thì Jimmy vẫn còn khoảng 80-90 câu nữa, nhưng mà từ từ mình sẽ trả lời. Nhưng mà nói chung thì Jimmy thấy cái chủ đề mà về
làm thế nào để gia đình mình hạnh phúc, làm thế nào để mình có vợ chồng hòa thuận, làm thế nào để cho con cái nó vui vẻ, thì nó khá là quan trọng. Và cái buổi kế tiếp mà Jimmy sẽ lựa tất cả những câu hỏi mà nó dính dáng tới vấn đề con cái nhiều hơn. Hôm nay thì mình nói về vấn đề vợ chồng, đó là cái chủ đề Jimmy muốn dùng nhiều ngày hôm nay. Nhưng mà tuần tới thì có thể Jimmy sẽ lấy những cái câu hỏi mà quý vị hỏi về làm sao để mà chồng lo cho con nhiều hơn, hay là con mình nó chơi game hơi nhiều, thì mình phải tìm cách làm thế nào để động viên cho các bạn tập trung vào làm những cái việc mà nó tốt hơn những việc chơi game. Thì đó là cái đề tài tiếp theo mà Jimmy sẽ lựa những câu hỏi đó trả lời. Và với sự tóm tắt như vậy thì Jimmy xin được dừng cái chương trình hôm nay ở đây. Và Jimmy thật sự xin chúc quý vị có được một tuần lễ rất là vui vẻ. Và nhớ là trong cuộc sống, nếu mà cái gì mình cũng bình tĩnh, và nếu mà mình tìm cách nói chuyện rất là hòa đồng với nhau, trong đạo Phật mình gọi là cái thân khẩu ý, đúng không? Thân khẩu ý tức là lúc nào mình cũng nói những cái lời ái ngữ trong đời sống vợ chồng, trong đời sống cha mẹ. Thì nếu mà quý vị làm được cái kiểm soát được cái thân khẩu ý của mình và ráng dùng những cái lời ái ngữ, thì chúng mình nghĩ là chắc chắn là cuộc sống quý vị trước hết là nó sẽ có bình an hơn. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những thâu hình kỳ tới. Chào tạm biệt.